mới có thể được nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu này tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ đồng tử mạn thù thất lợi chắp tay cung kính thưa phật bạch thế tôn còn muốn nói lại bát nhã ba la mật đa thâm sâu cú xin thế tôn cho phép phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi ông muốn nói nữa thì cứ tùy ý mạn thù thất lợi liền thưa phật bạch thế tôn người nào tu bát nhã ba la mật đa thâm sâu đối với pháp không đắc là có thể trụ cũng lại không đắc là không thể trụ nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này chẳng duyên vào pháp trụ vì sao vì tất cả pháp không có sở duyên bạch thế tôn nếu người nào tu được như vậy thì gọi là chân tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu vì không giữ lấy tướng của tất cả pháp lại nữa, Bạch Thế Tôn phải quán bát nhã ba làm mật đa thâm sâu như vậy, nhưng chẳng hiện quán tánh tướng các Pháp. Nghĩa là đối với Pháp của Phật còn không hiện quán, vốn gì Pháp của Bồ Tát. Đối với Pháp của Bồ Tát còn không hiện quán, vốn gì Pháp của Độc Giác. Đối với Pháp của Độc Giác còn chẳng hiện quán, vốn gì Pháp của Thanh Văn. Đối với Pháp của Thanh Văn còn chẳng hiện quán, vốn gì Pháp của Phàm Phu. Vì sao vị tánh tướng của tất cả Pháp là xa lìa vậy? Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tu theo bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, ở trong các pháp không có sự phân biệt, nghĩa là không phân biệt, nên nghĩ bàn hay không nên nghĩ bàn pháp tánh sai khác, nên biết chúng Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không có phân biệt các pháp. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tu theo bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy có, đây là Phật Pháp, đây chẳng phải Phật Pháp. Đây nên nghĩ bàn, đây chẳng nên nghĩ bàn, vì tất cả Pháp không có tánh sai khác. Nếu các hữu tình tu được ban nhã và làm mật đa thâm sâu như vậy, thì quán tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Vì thuận với Bồ đề. quán tất cả Pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, vì rốt giáo không. Các hữu tình này đã từng gần gũi cúng dường cung kính hơn trăm ngàn Đức Phật, đã gieo trồng căn lành, nên mới tu hành bát nhã và làm mật đa được như vậy lại nữa bạch thế tôn nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe thuyết bát nhã ba là mật đa thâm sâu như vậy tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ thì phải biết trong quá khứ vì ấy đã từng gần gũi cung kính cúng dường hơn trăm ngàn đức phật đã gieo trồng căn lành nên mới được như vậy lại nữa bạch thế tôn nên quán bát nhã ba là mật đa thâm sâu như vậy nếu ai siêng năng tu hành thì đối với các pháp chẳng thấy tạp nhiễm chẳng thấy thành tịnh Tuy không thấy gì, nhưng nếu sinh năng tu bát nhã và làm mật đa thâm sâu, thì tâm không bao giờ thấy nhàm chán, mệt mỏi. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu bát nhã và làm mật đa thâm sâu như thế, thì đối với các pháp của phàm phu, thanh văn, độc giác, bồ tát, phật, không có tưởng sai khác, vì đã rõ các pháp này rốt ráo không? Nếu thấu đạt được như vậy, thì gọi là chân tu học bát nhã và làm mật đa thâm sâu. Phật bảo đồng tử mạng thù thất lợi. Ông đã gần gũi cúng dường bao nhiêu Phật, Mạn thù thất lợi thưa, bạch thế tôn số lượng đức Phật mà con đã gần gũi cúng dường bằng tâm và tâm sở pháp của người huyễn vì tất cả pháp đều như huyễn. Mạn thù thất lợi đối với pháp của Phật lẽ nào ông không mong cầu ư? Bạch thế tôn nay con chẳng thấy có pháp nào là không phải pháp của Phật thì cầu ở chỗ nào? Mạn thù thất lợi đối với pháp của Phật ông đã thành tựu rồi chăng? Bạch thế tôn nay con hoàn toàn chẳng thấy pháp nào để gọi là pháp của Phật thì thành tựu cái gì? mạn thù thất lợi ông chứng được tánh không chấp trước rồi ư bạch thế tôn còn tức là tánh vô trước lẽ nào tánh vô trước lại chứng đắc vô trước mạn thù thất lợi ông sẽ không ngồi tòa bồ đề bạch thế tôn đối với tòa bồ đề chư phật còn không ngồi huống chi con mà ngồi được vì sao vì tất cả pháp đều lấy thật tế làm định lượng ở trong thật tế chỗ ngồi và người ngồi đều bất khả đắc mạn thù thất lợi nói thật tế ấy là khái niệm nào Bạch Thế Tôn thật tế phải biết đó là khái niệm của thân hư giả. Bạn thú thất lợi vì sao thân hư giả được gọi là thật tế. Bạch Thế Tôn vì thật tế không đi không đến, chẳng phải chân, chẳng phải ngụy, tướng thân đều bất khả đắc. Thân hư giả cũng vậy, thế nên thân hư giả tức là thật tế. Khi ấy xá lợi tử liền thưa Phật. Bạch Thế Tôn nếu các Bồ Tát nghe thuyết bát nhã ba làm mật đa thâm sâu như thế, mà tâm không chỉ mất, cũng chẳng kinh sợ, thì các đại Bồ Tát này nhất định sẽ tới Bồ Đề không còn thối lui. Bồ Tát từ thị lại bạch Phật, bạch Thế Tôn các Bồ Tát nào nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy mà tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, nên biết các Bồ Tát này đã gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã hiểu rõ pháp tánh để tất cả sự phân biệt như đại Bồ Đề vậy mạn thù thất lợi cũng bạch phật bạch thế tôn nếu các bồ tát nghe thuyết bát nhã bà làm mật đa thâm sâu này tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ thì các bồ tát này như phật thế tôn có thể nhận sự cúng dường cung kính của thế gian vì sao vì đã giác ngộ thật tánh của tất cả pháp khi đó có người nữ tên vô duyên lự chấp tay cùng kính thừa bạch thế tôn nếu các hữu tình nghe thuyết bát nhã ba là mật đa thâm sâu này tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ thì các hữu tình này đối với pháp phàm phu hay pháp thanh văn hay pháp độc giác hay pháp ồn tát hay pháp của như lai đều chẳng duyên lự vì sao vì đã thấu rõ tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu duyên lự và bị duyên lự đều bất khả đắc Bây giờ phật bảo sáng lợi từ Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, nếu thiện nam thiện nữ vân vân, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, thì phải biết các thiện nam thiện nữ vân vân này đã chủ bậc bất thối chuyển, chắc chắn sẽ đến Bồ Đề không thối lui xá lợi từ các hữu tình nào nghe thuyết bát nhã bà làm mật đa thâm sâu này tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ lại hoan hỉ tin ưa lắng nghe thọ trì vì người khác thuyết giảng tâm không nhàm chán các hữu tình này có thể làm tất cả những gì thí chủ chân thật rộng rãi hơn hết có thể bố thí tất cả của cải quý báu đầy đủ bố thí ba la mật đà các hữu tình này viên mãn tịnh giới đủ chân tịnh giới đủ thắng tịnh giới công đức tịnh giới đều đã viên mãn đầy đủ tịnh giới ba la mật đà các hữu tình này viên mãn an nhẫn đủ chân an nhẫn đủ thắng an nhẫn công đức an nhẫn đều đã viên mãn đầy đủ an nhẫn ba la mật đa các hữu tình này viên mãn tinh tấn đủ chân tinh tấn đủ thắng tinh tấn tinh tấn công đức đều đã viên mãn đầy đủ tinh tấn ba la mật đa các hữu tình này viên mãn tịnh lự đủ chân tịnh lự đủ thắng tịnh lự công đức tịnh lự đều đã viên mãn đầy đủ tịnh lự ba la mật đa các hữu tình này đều đã viên mãn trí tuệ, đủ trần trí tuệ, đủ thắng trí tuệ. Công đức trí tuệ đều đã viên mãn, đầy đủ trí tuệ, ba la mật đa. Các hữu tình này thành tựu chân thắng từ bi hỷ xả cũng có thể vì người khác tuyên thức khai thị bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ông phải quán nghĩa nào bạn thù thất lợi thưa bạch thế tôn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề con còn không có tâm trụ huống hồ muốn chứng đối với bồ đề con không mong cầu chứng đắc vì sao vì lục